Anh ngã xuống bên tay rồi. Đã nói rồi tôi kêu nha, đang dẫn hai cái chứ không phải nhiều đâu, anh lại đi. Vậy màn danh nào nghĩ giờ nó la ăn sỏi. Chị ơi, 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 chị ơi
Nó lộn luôn. Nó đưa cho phi nó luôn. Nó lộn luôn. Móc bụi, nó đang đá banh mà móc bụi. Hai lem đầu 30 đầu hết trận rồi là trẻ luôn mà đã tiếng rưỡi mà 6 giờ 10 hết mà ai chở giờ coi theo bên kia về ha gác ba Thành lụm cái banh Thành. Còn hai cái đấy mấy ông nậu. Thời gian dài đó, đã tiếng rưỡi lận ha. Kiệt mà đá đâu được mà cái chiền chi mấy cái banh đấy mà kiền kiệt. Hai cái, một cái. Bắn nè, bắn nè. Còn cái đây. Bắn. Hai
Còn cái đây. Còn cái. Máy gỡ còn cái đây. Các bà mấy hai cái á. Còn gấu chân phải đóng luôn chứ còn chiên gì nữa. Sân bể mà đâu phải sân đen mà chiên ngang quá. Thế cái kẹp bà trùng à, danh mập à, hồn mập ra đây. Về rồi đây. Về rồi chứ. Qua lọt luôn. Ờ. Thành còn chân mà còn đeo. Buổi sáng buổi chiều mình đã buổi sáng không chị. Ở tên ở tôi nhân có bùi chị xôm chứ sao. Ờ. Cái ở bùa. Ấy là phường Bùi Xuân hay là trường Bùi Xuân? Bùi Thị Xuân, trường Bùi Thị Xuân ở Tây Sơn mà. Không thì ở đâu cũng có vườn Bùi Xuân. Đường Bùi Xuân, phường Bùi Xuân ở đâu cũng có. Trường Bùi Xuân ở đâu cũng có. Ở Bình Định là nó có phường Bùi Xuân, thành phố Nhân có phường Bùi Xuân, chứ còn trường Bùi Xuân ở đâu cũng có, trường Bùi Xuân có. Bán mà chờ. Cảnh lui về lại.
Mấy thầy đốt được đốt chứ trời. Không kìa, kẻ là hay đâu, không có đòi hỏi cao. Ê mà cái lứa ngon. Tự nhiên chú thường lại chừng lại cái đèn nó có sáng chứ sao. Chết khỏi nhớ. Đấu vô là sáng nhớ. Thời gian chính thức còn 20 phút nữa. Thời tiết tấu chắc không bù giờ á. Tập lao. Thì ở trường mình ba đồ nhựa không chứ đồ giấy. Mì nước hả? Gác hai.